Hôm nay mình sẽ chia sẻ món cá chép chiên giòn nhé. Ở đây là một cái nồi, là cái mình cá chép ấy. Và hôm nay mình sẽ chiên giòn. Miếng này rất là to, mình cắt làm đôi như này. Miếng này khoảng 600g ạ. Và để cả vây, cả vẩy ấy. Mà khi mà trước khi nấu thì các bạn là mổ sạch, rửa sạch, sát muối và một chút rượu cho nó hết mùi tanh và sạch. Và bây giờ mình sẽ ướp cá với một chút xíu muối trắng. Ướp này thì khi mà nấu thì cá nó mới đậm đà nhé. Ướp này khoảng 15 phút đến 20 phút. Các bạn mà không thích ăn vẩy này thì các bạn có thể cạo vẩy đi nhé. Còn hôm nay mình được cái cô chia sẻ là cắn cả vẩy, ăn cả vẩy ấy, thì nó giòn hơn. Mà nếu không thích vẩy thì khi mà ăn thì chúng ta có thể bỏ đi. Mà ăn vẩy này, vì vây ấy, thì nó lại nhiều canxi ấy. Cho nên thỉnh thoảng chúng ta đổi bữa, chúng ta để lại một ít vây. Người lớn ăn thôi, còn trẻ con thì chắc không ăn được cái vây cứng này. Thì khi rán giòn lên rồi thì nó rất là giòn và ngon, nó không còn cứng theo kiểu kia nữa. Ướp này khoảng 15 phút nhé, đến 20 phút nhé. Trong khi chỉ cần ướp một chút xíu muối như vậy thôi. Còn bạn nào mà muốn cản thêm cái mùi tanh thì các bạn có thể băm một ít gừng, ít tỏi và cho thêm ít xì dầu vào để ướp cùng. Nhưng mà cách đơn giản nhất là cho một chút muối trắng vào ướp như này khoảng 15 đến 20 phút. Và trong khi chờ đợi mình chuẩn bị một cái chảo nhé, để mình làm cho cái chảo nó không bị dính sát chảo và nó thơm hơn. Cái chảo các bạn rửa sạch nhé. Các bạn cho mình vài nát gừng lên mặt chảo. Gừng chúng ta thái nát mỏng. Chúng ta trà cái nát gừng này trên mặt chảo này, để khi chúng ta rán cá và chúng ta vẫn cứ đun nóng nhé, thì khi chúng ta rán cá thì cá nó không bị sát chảo và thơm hơn, ngon hơn. Trà đều một lúc. Chả nó thật là đúng rồi, cái này chả đều rồi. Mình bỏ cái gừng đi và mình cho dầu ăn vào. Các bạn cho dầu ăn hoặc là bơ lợn vào cho nó sôi lên như này nhé. Thì các bạn cho cái mặt vầy vẩy cá xuống trước, chúng ta rán trước. Một chút gia vị này thì khi ăn cá nó sẽ đậm đà hơn và nó ngon hơn đấy. Các bạn rán khoảng 5 phút thì hãy bật mặt cá nhé, và cho lửa vừa. Thì 5 phút mình bật cả cá rất là giòn. Các bạn nhìn cái vẩy nó làm cho cá chúng ta nhìn nó rất là ngon đấy. Khi các bạn rán cá như này, cá nó sẽ không hề bị tanh mà không bị sát chảo và nhìn cá rất là ngon. Mình sẽ rán hai lượt thì cá nó sẽ giòn trộn lên và ngon rất là nhiều. Đây đã rất là giòn rồi. Mỗi bên các bạn rán hai lần nhé, thì cá nó sẽ rất là ngon. Thì các bạn rán lần hai nhìn nó rất là giòn như là cá tươi khô. Để cái vây này nên nhìn khi chúng ta rán mình cảm giác như là cá mình hơi khô. Đây rán thêm cái mặt vài lần nữa là được. Khi mà chúng ta rán cá và chúng ta rán cả vây và cả vẩy ấy, thì cá chúng ta nhìn nó rất là giòn và ngon. Và ướp thêm một chút gia vị thì cá lại vàng ươm hơn. Nên vì sao mà mình thấy các bạn miền Tây ấy, miền Nam ấy, hay rán cá tai tượng ấy, cả vẩy là như vậy, vì cái phần da và cái phần vẩy mình rất là giòn ngon. Và đây là mình đã chia sẻ xong cách rán cá rất là ngon, không hề tanh mà lại giòn nhé. Và cái cách này rán cả vẩy, đây là cá chép nhé. Và giờ mình sẽ dừng cái clip này đây nhé. Nếu các bạn thích thì hãy làm giống mình nhé.
và đừng quên đăng ký kênh và chia sẻ những video hữu ích của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.